Hello mọi người, hôm nay bác sĩ sẽ nói về một chủ đề khá là nhạy cảm và giống như là kiểu hơi riêng tư một chút. Đó là tình trạng són tiểu ở những chị em phụ nữ sau sinh. Và nhất là những chị em phụ nữ mà trong cái giai đoạn thai kỳ á, cũng có khả năng bị són tiểu. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu són tiểu là gì và nguyên nhân do đâu và cách điều trị như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ phải hình dung són tiểu đó là một cái tình trạng mà bị són ra một chút xíu nước tiểu và không có tự chủ. Mặc dù mình biết cái cảm giác đó là cảm giác buồn tiểu đó, nhưng mà chúng ta không có kiềm chế được. Đó là cái hiện tượng són tiểu. Thì cái hiện tượng són tiểu này nó sẽ gây ra cho cái người phụ nữ một cái sự bất tiện. Cái thứ hai nữa là mất vệ sinh hoặc là có thể là có mùi của cơ thể. Những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho người phụ nữ mình cảm giác là mình không có được thoải mái tự nhiên, hoặc là nhất là những cái nơi mà đông người hoặc là những cái buổi dạ tiệc ha, thì đó là những cái bất tiện của chúng ta rồi. Và theo như thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì có từ khoảng 20 đến 55 tuổi là phụ nữ rất là dễ mắc cái chứng són tiểu. Thì thường ha, theo thống kê thì những phụ nữ ở độ tuổi mà sinh sản hoặc là trong thai kỳ, hoặc là những phụ nữ mà tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, cái chất lượng của cơ của tầng sinh môn nó kém đi, thì lúc đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng dễ són tiểu hơn. Rồi, như vậy thì nguyên nhân do đâu mà gây ra són tiểu? Đó là do cái chất lượng tầng sinh môn nó bị kém đi, những cái cơ vòng, cơ thắt của cái chuyện mà bài tiết nước tiểu nó sẽ bị ảnh hưởng. Và do đó là cái đường tiểu chúng ta nó sẽ không có nghĩa là những cái thụ cảm để mà chúng ta có thể co thắt để giữ cái nước tiểu lại á, nó không có còn được nhạy nữa. Do đó là chúng ta sẽ không có kiểm soát được những cái hiện tượng mà són ra một ít nước tiểu, và thường gặp ở những phụ nữ ha, sinh nhiều con nè, hoặc là sinh con to. Trong cái quá trình mà sinh thường á, mà có cái hiện tượng là cắt cái đường âm đạo để cho con có thể chui ra một cách dễ dàng, thì cũng gây ảnh hưởng tới cái quá trình són tiểu của người phụ nữ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải điều trị như thế nào? Thì thật ra mấy bạn nào mà đã lỡ mà đang bị cái vấn đề đó thì đừng có tự ti ha. Tại vì người ta nghiên cứu rằng á, có trên thế giới có khoảng 50 triệu người bị giống chúng ta. Nếu như mà bạn nào đang bị cái tình trạng són tiểu thì chúng ta cũng đừng có nên tự ti quá, tại vì người ta nghiên cứu rằng trên thế giới có đến 50 triệu người đang bị tình trạng són tiểu, từ cái mức độ nhẹ cho đến cái mức độ nặng. Và để điều trị són tiểu như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phương pháp để điều trị. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ điều trị theo kiểu nội khoa, thẩm mỹ nội khoa. Mấy bạn có hay nghe là trẻ hóa vùng kín đúng không? Người ta sẽ sử dụng những cái công nghệ, ví dụ như công nghệ laser CO2 fractional hoặc là công nghệ RF đa cực ha, từ trường xung. Thì khi mà RF đa cực kết hợp từ trường xung đó, nó sẽ tạo thành cái độ dày và nó sẽ kích thích cho những cái sự tăng sinh collagen của cái tầng trung bì ở cái vùng đáy chậu, thì làm cho những cái niêm mạc của đáy chậu nó dày lên, và do đó nó sẽ hỗ trợ cái độ săn chắc cho cái cơ vùng của đáy chậu, giúp cho cái hiện tượng són tiểu nó đỡ hơn rất là nhiều. Đó là một cái tiện ích đi kèm của cái việc trẻ hóa vùng kín, mà khi chúng ta sử dụng cái công nghệ trẻ hóa vùng kín đó chúng ta đạt được. Do đó điều trị són tiểu mà bằng phương pháp nội khoa sử dụng máy móc vẫn là cái khuyến cáo đầu tiên, nhưng mà chỉ áp dụng cho những trường hợp từ nhẹ cho đến mức trung bình ha. Còn những trường hợp mà chị em phụ nữ mà bị quá nặng, có nghĩa là tiểu mà không tự chủ luôn, nghĩa là cái nước tiểu nó không có kiểm soát được, thì lúc đó chúng ta sẽ phải áp dụng thêm những cái phương pháp can thiệp ngoại khoa khác để nó tăng hỗ trợ hoặc là nó làm lại cái tầng sinh môn, làm săn chắc hơn. Đó là vài chia sẻ của bác sĩ. Nếu như bạn nào mà gọi là đang bị tình trạng nhẹ, chúng ta có thể thử điều trị với, bắt đầu bằng cái phương pháp thẩm mỹ nội khoa, đó là trẻ hóa bằng RF từ trường xung, để chúng ta cảm nhận được cái mức độ hiệu quả của nó. Và nếu như chúng ta còn cảm thấy là nó vẫn còn chưa được thì chúng ta có thể làm nhiều lần. Còn nếu như khi bác sĩ khám mà thấy tình trạng đó nó nặng nề thì chúng ta có thể suy nghĩ đến cái chuyện ngoại khoa sau nha. Đó là vài chia sẻ của bác sĩ. Hy vọng là những gì bác sĩ chia sẻ có thể giúp ích và giải tỏa được cái nỗi niềm của mấy bạn. Nếu như mấy bạn thích những gì bác sĩ chia sẻ, mấy bạn nhớ like, share và cho bác sĩ một subscribe nha. Bye bye.